Một con tàu du lịch gặp nạn trên biển. Trên thuyền có một đôi vợ chồng rất khó khăn mới lên đường đến trước mũi thuyền cứu hộ. Trên thuyền cứu hộ chỉ còn thừa duy nhất một chỗ ngồi. Lúc này người đàn ông để vợ mình ở lại, còn bản thân nhảy lên thuyền cứu hộ. Người phụ nữ đứng trên con thuyền sắp chìm hét lên với người đàn ông một câu. Kể đến đây, thầy giáo mới hỏi học sinh là: các em đoán xem người phụ nữ sẽ hát lên câu gì? Tất cả học sinh phẫn nộ nói rằng: em hận anh, em đã nhìn nhầm người rồi. Lúc này thầy giáo chú ý đến một cậu học sinh mãi vẫn không trả lời, liền hỏi cậu bé. Cậu học sinh nói: thầy ơi, em nghĩ người phụ nữ sẽ nói như thế này: chăm sóc tốt con của chúng ta anh nha. Thầy giáo ngạc nhiên mới hỏi rằng: em nghe qua câu chuyện này rồi ư? Học sinh lắc đầu: chưa ạ. Nhưng mà mẹ em trước khi mất cũng nói với bố em như vậy. Thầy giáo xúc động, trả lời rất đúng. Người đàn ông được cứu sống trở về quê hương, một mình nuôi con gái trưởng thành. Nhiều năm sau, anh ta mắc bệnh qua đời. Người con gái lúc sắp xếp kỷ vật phát hiện cuốn nhật ký của bố. Hóa ra lúc mẹ và bố ngồi trên chiếc tàu ấy, người mẹ đã mắc bệnh nan y. Trong giây phút quyết định, người chồng đã giành lấy cơ hội sống duy nhất về mình. Trong nhật ký viết rằng: anh ước gì anh và em có thể cùng nhau chìm xuống đáy biển, nhưng anh không thể. Vì con gái chúng ta, anh chỉ có thể để em một mình ngủ giấc ngủ dài dưới đại dương sâu thẳm. Anh xin lỗi. Kể xong câu chuyện, phòng học trở nên yên ắng. Các em học sinh đã hiểu được ý nghĩa của câu chuyện: tức lâu mới biết đêm dài. Chuyện ở đời muôn hình vạn trạng. Đừng vội kết luận, đừng vội phán xét, vì đơn giản rằng chúng ta là người ngoài cuộc. Người thích chủ động thanh toán tiền không phải bởi vì người ta dư giả, mà là người ta xem trọng tình bạn hơn tiền bạc. Sau khi cãi nhau mà người xin lỗi trước không phải bởi vì người ta sai, bởi vì người ta hiểu được sự trân quý của người bạn thân đó. Trong công việc, người tình nguyện nhận nhiều việc về mình không phải bởi vì người ta ngốc đâu, mà là người ta hiểu được ý nghĩa của trách nhiệm. Trong cuộc sống, người tình nguyện mà giúp đỡ người khác không phải vì nợ người đó cái gì, mà vì người ta xem trọng cái mối quan hệ đó. Thiện và ác trên thế gian có lúc lắm bối rối bời, khó lòng phân biệt. Bởi vậy đừng nên dễ dàng nhận định về người khác. Nên chúng ta hãy có cái nhìn thông cảm và đồng cảm nhiều hơn đối với người xung quanh, vì thực sự chúng ta không sống cuộc đời của họ. Chúng ta không hiểu được cặn kẽ từng ngóc ngách trong suy nghĩ của họ. Nên phán xét về một con người thường là không đúng đâu. Vậy nên thay vì phán xét, xin hãy dành cho sự thông cảm và đồng cảm đối với cuộc đời của mỗi con người. Bởi vì sẽ đến lúc mình, chúng ta cũng cần sự thông cảm và đồng cảm của những người xung quanh.